Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cập nhật nhanh với các bạn cái thị trường chứng khoán Mỹ tháng 12, 2021. Tuần trước mình đã làm một cái video mình nói về cái sự xuất hiện của cái biến chủng mới của COVID. Nó có thể làm cho thị trường chứng khoán Mỹ nó bị rớt xuống, và đúng như vậy, thị trường chứng khoán Mỹ nó bị rớt xuống trong mấy ngày hôm nay. Và thêm vào đó nữa là những cái tin tức về cái việc là cắt giảm việc là mua bond của Federal Reserve. Với lại những cái tin tức về cái báo cáo việc làm này kia, nó làm cho thị trường chứng khoán Mỹ nó chao đảo những ngày vừa qua, đúng không ạ? Thì câu hỏi đặt ra là liệu sắp tới có những cái tin tức gì nữa, có cái gì mà quan trọng, và thị trường nó sẽ đi lên đi xuống như thế nào đây, thì mình sẽ cùng nhau là mình tìm hiểu. Và mình nói trước rằng là những cái này không ai biết chắc chắn được là thị trường nó sẽ đi thế nào trong thời gian ngắn hạn. Nó có thể đi lên, đi xuống, đi ngang, không ai biết chắc chắn 100%. Do đó là người nào nói với các bạn là họ biết chắc chắn 100% thì các bạn cho người đó ra một bên nha, tại vì người đó là đang xạo, nó đang nói xạo với các bạn đó. Thì tất cả những cái gì ở đây chỉ là những cái ước tính, dự tính để mà mình có gì đó thông tin tham khảo thôi. Và mình nói luôn là những cái này là những cái biến động trong ngắn hạn thôi. Những cái biến động ngắn hạn thì không ai có thể đoán trước được. Nhưng mà về lâu và dài, biến động về lâu và dài, đúng không ạ, về long term, thì chắc chắn một điều đó là nó sẽ tiếp tục đi lên. Mình tin vào điều đó. Và đối với những bạn mà mua những cái mã stock mà riêng lẻ mà không có cái fundamental tốt á, không có cái căn bản tốt á, thì khi mà nó xuống quá nhiều như vậy, các bạn nghĩ là thị trường chung nó cũng đi xuống luôn là không đúng là ha. Các bạn nên nhớ là thị trường chung không phải là những cái mã stock riêng lẻ như vậy, và nó là những cái công ty hàng đầu của nước Mỹ, có những cái fundamental rất là tốt. Do đó là nếu các bạn mà có cái suy nghĩ như vậy, các bạn nghĩ là những cái mã stock mà nó đơn lẻ như vậy mà đi bị rớt xuống đó, nó thể hiện cho cả thị trường đó, thì đó là không đúng nha. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau là đi vào nội dung chính của ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ có ba cái phần chính. Đầu tiên đó là mình sẽ nói về cái phân tích nhanh về cái thị trường một tí, và thứ hai là mình sẽ nói là trong tháng 12 này có những cái sự kiện gì nổi bật, và đặc biệt có một cái ngày rất là quan trọng đối với thị trường chứng khoán Mỹ, các bạn theo dõi nhé. Và thứ ba là cái biến chủng COVID. Theo mình thấy các bạn ha, thì cái những cái sự kiện trong cái tháng 12 này á, đã được lên kế hoạch sẵn rồi, thì do đó là nó không thực sự là gây bất ngờ đối với thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng mà cái tin tức về COVID đó là một cái gì đó nó không được ấn định, nó điều đó xảy ra rất là bất ngờ, không có được lên lịch sẵn. Do đó là mình cần phải chú ý hơn về cái này, và mình đã có một thông tin là mình nghĩ là nó là tin tức tốt. Do đó là các bạn mình sẽ cùng nhau là theo dõi đến hết video nha các bạn ha, và các bạn đừng quên là bấm nút like, share và đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký nha. Thank you. Ok, để các bạn nhìn vào màn hình, đây là cái S&P 500, mã của nó là SPY. Hiện tại thì các bạn thấy là nó bị rớt xuống là bao nhiêu à? 4.73%, gần 5% ha. Sau khi cái đỉnh mà lần trước nè, đó là 5%, gần 5% mới chỉ là điều chỉnh thôi. Khi nào mà rớt xuống dưới 20% luôn á, quá 20% á, thì mới gọi là crash. Cái này mới chính là correction nha các bạn ha, một cái đợt điều chỉnh thôi. Giống như những cái lần đợt điều chỉnh lần trước thôi, không có gì mà lạ cả. Và hiện tại các bạn thấy là sau khi mà cái nến của nó nè, các bạn thấy những cái nến của nó nè, đây là cái nến, nó đã chạm phải cái đường nhỉ, nó chạm phải cái đường thứ nhất là cái đường đường màu cam nè, là cái đường nhỉ, 50 moving average, cái đường trung bình 50 nè, và cái đường trung bình gì tiếp theo là cái đường trung bình là 100, đúng không ạ? Đây là đường 100 nè, đây là đường 50, đúng không ạ? Thì sau khi nó chạm phải hai cái đường này thì hiện tại nó đã có dấu hiệu là nó bounce back trở lại, nhưng mà chưa có nghĩa là nó kết thúc cái đường cái B các bạn ha, chứ chưa có nghĩa là nó kết thúc cái đợt correction đâu, nó chưa kết thúc đâu, tại vì nó còn rất là mù mờ ở đây, chưa có rõ ràng ràng lắm. Do đó là các bạn cần phải có thời gian thêm để biết xem là cái đợt này nó đã kết thúc chưa. Mình theo mình thấy là hiện tại là vẫn chưa, chưa có rõ ràng lắm. Nó có thể là nó bounce back trở lại ha, nhưng mà nó chạm phải cái đường này thì nó có thể là nó bị rớt xuống tiếp, nhưng mà hiện tại thì mình thấy là chưa có dấu hiệu nào cả. Đối với cái đợt cái MACD như thế nào đây, MACD RSI, thì cái tín hiệu của MACD vẫn cho thấy là vẫn chưa có dấu hiệu là đổi chiều, đúng không ạ? Chưa có dấu hiệu là quay đầu, do đó là vẫn chưa nha các bạn ha.
Và cái RSI thì sao đây? RSI đã vẫn chưa chạm phải oversold trên khung thời gian là một ngày, do đó là vẫn chưa, mình nghĩ là vẫn còn cái thời gian để mà tiếp tục nó rớt nữa. Nhưng mà ai biết được, đúng không ạ? Trong một hai ngày tới có tin tức gì tốt thì nó sẽ thay đổi, nhưng mà hiện tại thì chưa có dấu hiệu rõ ràng lắm đối với cái S&P 500 trên khung thời gian là một ngày. Nhưng mà các bạn thấy nè, các bạn thấy đây là thời gian ngắn hạn, đúng không ạ? Lúc đầu video mình nói là đang là ngắn hạn thôi. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn thấy khung thời gian là một tuần nè. Khung thời gian một tuần nha các bạn ha. Thì các bạn thấy là sao ạ? Các bạn thấy là hiện tại nó vẫn còn đang có chung cái đợt chu kỳ là nó đang tăng lên theo thời gian, đúng không ạ? Tăng lên là các bạn mở là bây giờ mình sẽ là từ đầu năm đến giờ nè. Year to date nè các bạn ha, từ đầu năm đến giờ nè. Và mình mở cái tỷ lệ phần trăm nè. Các bạn thấy là từ đầu năm đến nay là tỷ lệ phần trăm của S&P 500 nó vẫn tăng 21%, không có bị rớt xuống như thế nào cả, nó chỉ là một cái đợt điều chỉnh thôi. Và đợt điều chỉnh này nếu mà ai mà muốn tận dụng cơ hội để mà vào thêm long term thì các bạn cứ vào. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa thấy đáy ở đâu, có thể là nó một cái gì đó không biết được. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nhìn vào cái VIX nha các bạn ha. Mình sẽ mở cái VIX lên, cái chỉ số về biến động của thị trường đó. Mình là VIX nè, VIX nè các bạn ha, biến động thị trường. Ok, thì các bạn thấy sao đây, các bạn thấy là VIX nè, nó những lần mà nó spike, những lần mà nó đạt đỉnh như vậy nè, nó tăng đột biến như vậy nè, là những lần mà market nó bị dip, nó bị rớt xuống. Thì những cái lần đó mà bạn nào mà mình nghĩ đó là những cái lần mà cơ hội đó mà mình mua thêm share, hay là mua vào những cái mà mình thích, mình thấy long term á, thì các bạn cứ việc mua vào. Thì bây giờ mình sẽ mở cho các bạn cái so sánh với cái S&P 500 nha các bạn ha. Thì S&P 500 nè, ok các bạn thấy không ạ, những cái lần mà nó rớt như vậy, đúng không ạ, mình vẽ cho các bạn thấy nè. Ok rồi, những cái lần mà nó những cái lần mà các bạn thấy là nó spike nè các bạn ha, nó bị nó tăng lên nè, thấy không, là những cái lần nó dip xuống này, thấy không? Đó, những cái lần như vậy là những cái lần mà đây là những cái thời cơ để mà mình vào thêm lệnh hoặc là mua thêm. Các bạn thấy nè, đó, những cái lần mà nó đạt đỉnh như vậy, tăng đến đỉnh như vậy là những cái lần mà S&P 500 nó bị rớt xuống. Mà ai mà tận dụng được những cái thời điểm này thì rất là tốt nha các bạn. Đó, những cái lần như vậy là nó bị rớt xuống, đúng không ạ? Đây. Đó, các bạn thấy rõ ràng đúng không ạ? Thì cái lần này nó cũng không khác gì mấy. Hiện tại nó đã tăng lên ở đây luôn nè. Thì đó là một cái lần dip như vậy, đúng không ạ? Thì có thể là các bạn tranh thủ lần này, nó có thể dip thêm lần nữa, nhưng mà bây giờ mình sẽ cùng nhau xem là cái VIX nó có thể là nó dip đến cỡ nào đây, nó sẽ tăng đến cái đột biến đến cỡ nào đây. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Ok, thì các bạn thấy là tắt cái này nhá. Rồi, cái VIX nha các bạn ha. VIX thì ở đây mình có các bạn thấy cái đợt mà COVID crash là năm 2020 đó, thì nó mới tăng lớn như vậy. Nhưng mà các bạn thấy là nó có một cái xu hướng rất là rõ ràng là các bạn thấy cái vùng mà 40 nè, cái vùng 40 đúng không ạ, cái vùng 39-40 nè, là cái vùng mà nó sao ạ, là cái vùng mà cái VIX này nó rất ít khi xảy ra, rất ít khi vượt qua cái vùng này. Các bạn thấy những cái lần trước là nó cũng tăng, nhưng mà nó tăng đến cái gần đến cái đợt này là không có tăng nữa. Và những cái lần như vậy, trừ cái đợt mà COVID thôi, trừ cái đợt COVID mà bất ngờ ai cũng không bị không có đề phòng trước đó, thì trừ cái đợt đó thôi thì còn lại là đều là sao ạ, đều rất là ít khi mà vượt qua khỏi cái đường này, cái đường 40 này, đường 39-40 này, đúng không ạ? Thì hiện tại các bạn thấy sao đây, các bạn thấy là nó vẫn tiếp tục là tăng, nhưng mà nó gần, có vẻ như nó gần chạm phải cái đường 40 này rồi. Thì mình nghĩ là nếu mà nó có rớt nữa, mà cái thị trường nó có rớt nữa, thì nó sẽ rớt khoảng một tuần ha, một hai tuần nữa thôi nha các bạn ha, nếu mà rớt nữa. Nhưng mà nhiều khả năng thì nó có thể là nó hồi ngược trở lại nha các bạn ha. Thì mình nghĩ là mình sẽ chờ xem. Thì các bạn sẽ theo dõi cái vùng này, nếu mà nó tiếp tục tăng lên như vậy nữa thì mình nghĩ đây là một cái đáy. Cái vùng mà 49 nè, nếu mà nó tăng lên nữa thì cái S&P 500 đó, thì nó sẽ là nó có một cái đáy nữa. Đáy đó, mình nghĩ đó là cái đáy tốt để mà mình vào thêm ha. Và tiếp theo đó là những cái sự kiện nổi bật quan trọng của cái thị trường trong cái tháng 12 này. Thì các bạn thấy ở trên trang Trading Economics này các bạn, thì mình có là gì ạ? Ở đây có một số ngày tiêu biểu nè. Thì những cái ngày là ngày 8 tháng 12 là Balance of Trade, những cái ngày này thật sự không có quan trọng lắm. Rồi ở đây có cái ngày là gì ạ? Ngày 11 tháng 12 nè, là cái ngày báo cáo về lạm phát, ok, tình hình lạm phát, inflation rate, đúng không ạ, là cái tình hình lạm phát của nước Mỹ nói chung.
Thì ở đây mình có những cái report, đây là họ nêu sẵn, họ để sẵn cho mình thấy lúc này đây. Mình thấy là cái lạm phát là liên tục là sao ạ? Liên tục là tăng lên đúng không ạ? Liên tục là tăng lên này, đấy, thấy không? Oops. Ok, here các bạn thấy không? Đó, lạm phát nó tiếp tục là tăng lên thì cái ngày này nó sẽ tiếp tục là báo cáo cho các bạn biết là nó đang tiếp tục là tăng lên hay là kìm hãm xuống như thế nào đó. Rồi tiếp theo đó nữa các bạn thấy cái ngày này cũng rất là quan trọng. Mình nghĩ là ngày này là ngày quan trọng nhất đó. Thị trường chứng khoán Mỹ họ đang chờ đợi cái ngày này này. Đây là cái ngày mà Federal Reserve sẽ là quyết định cái interest rate, tức là cái lãi suất đúng không ạ? Quyết định sẽ lại cái lãi suất cho vay của ngân hàng. Thì bây giờ mình sẽ có, đó là cái ngày vào ngày 16 nha các bạn ha, ngày 16 tháng 12, December 16 này các bạn ha. Thì ngày này là ngày quan trọng để mà chú ý. Ngày 16 tháng 12 là cái ngày mà có cái quyết định của Federal Reserve. Nếu mà Federal Reserve tăng lãi suất thì những cái stock nào mà hiện tại nó đang cao hơn hẳn so với giá trị thật của nó sẽ bị đánh giá, cái valuation của nó, cái giá trị của nó sẽ bị rớt xuống. Còn cái stock nào mà nó hiện tại nó vẫn đang thấp hơn cái giá trị thực của nó thì nó sẽ không có, mình nghĩ không có bị ảnh hưởng nhiều. Và tuy nhiên mình không biết được nha các bạn ha, tại vì ngày này thì tùy vào quyết định của Federal Reserve, họ có thể là giữ nguyên lãi suất thì rất là tốt cho cái stock, mà nếu mà họ tăng lãi suất thì như mình đã nói là những cái mã nào mà nó quá cao so với giá trị thực của nó thì nó có thể sẽ bị rớt xuống rất là nhiều. Thì đây là cái ngày mà các bạn nên chú ý trong cái tháng 12 này, rất là quan trọng ha. Thì từ đây đến đó là còn khoảng 2 tuần nữa, thì bây giờ mình sẽ quay lại với cái biểu đồ S&P 500 để từ đây đến đó là mình như thế nào đây. Thì ở đây mình có là hiện tại là cái ngày ngày hôm nay đúng không ạ? Thì mình có là đến ngày 16 nè. Cái ngày này sẽ ngày quyết định nè. Thì từ đây đến đó là các bạn nghĩ sao về cái biểu đồ này thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình nha. Thì rất là khó đoán, thì mình nghĩ là nó có thể là đi sideways, nhưng mà mình có thể sai hoàn toàn. Nhưng đó là các bạn nghĩ sao về cái việc là từ đây đến ngày đó thì thị trường nó đi thế nào đây, mình sẽ comment bên dưới để mà mọi người cùng nhau là đọc và comment rồi mình tham khảo những ý kiến của nhau nha các bạn ha. Thì từ đây đến đó là các bạn sẽ nhớ là comment cho mình bên dưới là các bạn nghĩ gì về nó. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến cái tin tức về cái COVID. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái con biến chủng COVID này. Thì cái điều mà mình quan tâm nhất thời điểm này đó là liệu những cái vaccine mà hiện tại nó có bảo vệ chống lại cái biến chủng này hay không. Thì ở đây mình có một cái tin tức cũng khá là quan trọng, một cái thông tin cũng khá là quan trọng ở trên trang CNBC nha các bạn ha. Thì ở đây mình sẽ zoom lớn cho các bạn thấy nè. Rồi, tin tức này rất là quan trọng nha. Ok. Ở đây mình sẽ tạm dịch cho các bạn nha, tại vì mình vừa đọc tiếng Anh vừa đọc tiếng Việt hơi mệt á. Ở đây mình tạm dịch cho các bạn nè. Thì thậm chí là even if Omicron nè, mình tạm đọc là Omicron là cái biến chủng mới đúng không ạ? Thì Omicron can invade those antibodies, tức là thậm chí là cái biến chủng này nó có thể thâm nhập vào trong cái kháng thể của con người đó. Thì the vaccines are still likely to protect against severe illness. Tức là những cái vaccine hiện tại nó vẫn có vẻ như là có thể bảo vệ được chống lại những cái bệnh nặng hơn, tức là những cái bệnh nó không trở nặng đi đó. Nếu mà chích vaccine rồi, những cái vaccine hiện tại nó sẽ giúp cho không bệnh không trở nặng đi theo như cái co-founder của BioNTech ha. Thì đó là tại sao, that's because Omicron là cái biến chủng mới nè, nó sẽ sao ạ, sẽ là will hardly be able to completely evade T cells, là cái biến chủng này sẽ có thể là khó để mà hoàn toàn xâm nhập vào trong cái T cell. T cell là cái gì đó, T cell là cái gì, T cell ở đây này họ giải thích là T cell tức là cái body's second line of defense, là cái hàng phòng thủ thứ hai, cái lớp phòng thủ thứ hai của cơ thể để mà chống lại cái con virus này ha. Thì có nghĩa là trong cái vaccine này nó có một cái gì đó mà sẽ làm cho cái con virus này nó khó có thể là hoàn toàn xâm nhập vào trong cái T cell. Cái T cell tức là cái hàng phòng thủ thứ hai của cái antibody, tức là những cái kháng thể của con người. Vậy đó là khả năng cao là cái con virus này nó sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều lắm nếu mà có vaccine này. Đây là cái mà thông tin thì họ nói thôi. Đó là cái thông tin mình nghĩ là
Tin tức này là tin tức tốt, không đến nỗi lo sợ về cái biến chủng này. Nhưng mà cái câu trả lời cuối cùng thì vẫn phải chờ, không thể nào mà biết chắc chắn, tại vì đây là những cái mà họ nói là likely, tức là có khả năng nhiều thôi chứ không phải là chắc chắn xác nhận nha các bạn ha. Và ở đây họ còn nói đó là cái việc mà cho được cái việc xác nhận cái thông tin này nó sẽ cần có thời gian là bao nhiêu ạ? Sẽ cần có thời gian là 2 tuần nha các bạn ha. Ở đây họ nói là researchers này các bạn, những cái nhà nghiên cứu sẽ likely sẽ have answers within the next 2 weeks, okay? Là họ, những cái nhà nghiên cứu sẽ có vẻ như là sẽ có những cái đáp án cuối cùng trong vòng là 2 tuần tới, là trong vòng 2 tuần tới, có nghĩa là tụi đây đến 2 tuần tới nó mình quay lại với cái biểu đồ nè các bạn ha. Lúc nãy mình nói là 2 tuần tới cũng là cái ngày mà nó sẽ trùng khớp với cái ngày mà báo cáo interest rate đó, cái báo cáo về quyết định của cái lãi suất á, nó tăng hay giảm đó. Thì cái cùng thời điểm đó thì cũng là thời gian mà cái báo cáo về cái con biến chủng mới này nó có bị vaccine nó kháng lại hay không. Đó, thì mình nghĩ là từ đây đến 2 tuần nữa, tức là từ đây đến ngày 15, 16 đó, nó sẽ còn biến động khá nhiều đối với thị trường. Do đó là các bạn cần phải cân nhắc cái thông tin này để mà mình sẽ có cái gì đó mà hiệu quả đối với cái việc trading ngắn hạn của mình nha các bạn ha. Còn với long term thì các bạn cứ không vì gì phải lo cả, những cái thông tin như vậy là ngắn hạn thôi. Mình đã nói rồi, ngắn hạn nha các bạn ha, không phải lo. Ok, như vậy là mình đã cover xong những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ đối với các bạn trong cái thị trường chứng khoán Mỹ tháng 12 này. Thì sẽ có những bạn có những cái nhận định khác nhau, thì các bạn có thể là comment bên dưới để mà chia sẻ lại với cộng đồng tất cả mọi người. Có thể là bạn đúng mình sai hoặc mình đúng bạn sai thì không quan trọng, không quan trọng là ai sai hay đúng cả, quan trọng là mọi người cùng nhau có cái nhìn đa chiều hơn để mà mình biết được là cái thị trường chứng khoán nó sắp tới như thế nào, để mà từ đó là cộng đồng của người Việt mình phải sao ạ, phải chiến thắng thị trường chứng khoán Mỹ đối với so với những cộng đồng khác trên thế giới, đúng không ạ? Mình phải hợp lực lại với nhau để mà cùng nhau phát triển ha. Thì bây giờ mình xin là kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ là cho mình một like, ủng hộ đăng ký kênh. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye for now.